chào các bạn. Chúng tôi đang đứng trước nhà thờ ở thành phố Sapa. Ngày hôm nay tôi sẽ tiết lộ cho các bạn một cái bí kíp làm thế nào để có thể đi du lịch, đi chơi vào những cái mùa không có khách, không bị làm phiền, không bị chèo kéo, vân vân. Xin chào mọi người. Bây giờ là 4 giờ chiều ở Sapa. Tôi sẽ lấy xe và chạy một vòng cho mọi người thấy thành phố Sapa vào lúc này rất là vắng vẻ, dường như là không có một bóng người vào cái thời gian này. Chúng ta hãy bắt đầu nhé. Tôi đang trên đường đi từ chỗ khách sạn, đang trên đường chạy xuống dưới chỗ nhà thờ cũng như là khu chợ trước đây của Sapa. Vắng vẻ, không một bóng người. Chào mọi người, hãy cùng mình đi dạo quanh thành phố Sapa vào ngày bình thường. Hôm nay là ngày thứ năm, 10 tây tháng 12 năm 2020. Tôi sẽ làm một vòng xung quanh thành phố để chúng ta thấy không có nhiều người khách tham quan vào thời điểm này. Đây, chúng ta có thể thấy nhìn ở trước cổng nhà thờ gần như là rất vắng người. Đi quanh bờ hồ nhé. Đây, khu trung tâm ăn uống của thành phố Sapa vào lúc hơn 4 giờ chiều, gần như không một bóng người, không có khách du lịch, không có ai đi tham quan vào ngày bình thường, chỉ có thứ bảy chủ nhật mới đông. Tại sao chúng ta lại không đi vào những cái ngày bình thường, ngày thường ở trong tuần để có thể thưởng thức được cái bầu không khí cực kỳ thoáng đãng, nhà hàng phục vụ tốt, giá cả rất cạnh tranh, không bị xô đẩy chen lấn, không bị giành giật khách. Đây, mình sẽ làm một vòng đi quanh bờ hồ cho mọi người xem nhé. Cảnh cực kỳ đẹp, thành phố vắng người, bờ hồ với một cái lớp sương mỏng thoang thoảng ở trên. Ở trên mặt hồ mới vừa rồi có một cô bé cũng cảnh báo mình là đã chạy ngược chiều. Quay lại cảm ơn cô đấy chứ. Cảm ơn nha. May quá gặp một người dân rất là dễ thương, nhắc ngay đi ngược chiều quay lại. Rồi, xem ở đây đầu vòng bờ hồ. Đây, khu phố ăn uống cà phê rất đẹp. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ là
khoảng tầm 14 độ C, nhưng mà khá là buốt. Ngày hôm qua mình cũng đi ra đây vào buổi tối, nhưng mà cũng thấy là rất là thưa thớt người. Thứ nhất là dân địa phương cũng rất là ít, thứ hai nữa là những cái người khách du lịch cũng rất là thưa thớt, gần như vắng vẻ, thành phố rất là yên ăn. Chúng ta nhìn xung quanh cái hồ, hiện nay là có một lớp sương mỏng bắt đầu hạ xuống trên mặt hồ. Nam thanh nữ tú đi dạo, đi chơi vào những ngày này thì đúng là không còn gì bằng, tuyệt vời. Phố ở Sapa khá là dốc lên dốc xuống, nên đi bộ cũng không quen thì cũng rất là mỏi. Đi xe đạp thì phải hết sức cẩn thận, nếu không thì gặp những cái đoạn dốc thì có thể đâm vào những người khác. Nếu mà khi leo dốc thì dốc đứng như thế này rất là mệt mỏi. Đang lên một đoạn dốc này khá là cao, phê. Đấy, mình vừa cho các bạn xem xung quanh cái bờ hồ cũng như là một số đoạn trung tâm ăn uống của thành phố Sapa rất là vắng vẻ vào những ngày thường. Tại sao chúng ta không thu xếp thời gian để đi chơi vào những ngày thường như thế này, thay vì phải đi về thứ bảy, chủ nhật hoặc cuối tuần hoặc ngày lễ đông đúc chen chúc. Các bạn hãy cân nhắc đi nhé. Chào Nà Đê. Chào Chú Thịnh.